Đi đuổi chuột là vậy đó, đi đuổi chuột cực lắm. Dặm vậy đó cho chuột nó mới ra. Mình cứ trắng là chuột nó nhát lắm. Lại gặp lưới mình nó không vô đâu, chạy kìa. Đó là chú mình đăng đó nha. Này khó lắm nè, chứ không phải dễ làm luôn nha. Nhìn đăng mình phải tắn, không tắn chuột nó ra. Tắn kỹ mà, không tắn kỹ nè, ủi tới đây là không có con nào luôn á. Mùa này là mùa đông xuân, chuột cũng không bằng mùa hè thu. Mùa hè thu đuổi chuột dữ lắm. Hè thu là cái nước dập á, nước lên á, đuổi nó nhiều. Ở đây là vụ này là ăn đông xuân vừa xong quay lại sàn hè thu tiếp, chuột ít. Ngày khai trương bóng đầu tiên luôn á. Đầu vụ giờ luôn á. Đầu vụ giờ là hai chú cháu là chưa có đi đuổi. Khai cái đầu tiên đầu tiên. Khai trương cái đầu tiên đó. Hy vọng là cái này trúng. Giờ mình đuổi cái. Cần cái bóng nè. Thì xuống mình xuống dưới cái đường mương dặm chứ. Này nó quá bịch nè. Nó là có chạy chứ à. Được 5 con. Được 5 con chuột. 5 con chuột. Hồi trước mình quay gần vô luôn cái rộng cho coi luôn là không có con nào hết, được 5 con. Giờ này chú mình cũng đi cuốn lưới rồi. Giờ đang cuốn.
khai bỏ vô bao luôn hả chú, chứ không bỏ ngoài hả? Bỏ bao luôn, bao nó gọn, mình nên đi cầm nó nhẹ. Thấy gì chứ cực lắm nha, đừng có bắt trước theo nha. Đây được 5 con. Rồi, chào đi chú ơi. Rộng quay rộng luôn, chừng chưa có con nào hết. Đây, rộng đây. Rộng mình là mới đi lên chưa có. Đây rộng mình mới đi chứ chưa có con nào luôn nha. Vậy chứ không phải cái này đi. Là giả luôn nha. Này là quay thiệt nha. Quay thiệt, năm con đầu tiên. Hai chú cháu đuổi cực khổ nha. À, cảm ơn các cô chú chị đã xem clip của hai chú cháu nha. Mong các cô chú chị cho hai chú cháu được một like và một đăng ký kênh để được một lượt follow nha. Cảm ơn các cô chú anh chị rất nhiều ạ. À.